Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay tường thuật cho chúng ta một dấu lạ khác của Chúa Giêsu. Và dấu lạ này còn phi thường hơn cả dấu lạ chúng ta được nghe hôm qua. Nếu hôm qua chúng ta nghe kể Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành một người sắp chết, thì hôm nay chúng ta được chứng kiến cảnh một thanh niên đã chết, được người mẹ quá đưa đi chôn, được Đức Giêsu làm phép cho sống lại. Và một điều khác biệt nữa đáng chúng ta suy gẫm để rồi tạ ơn Chúa Giêsu đấng cứu thế, đó là trong lúc người nô lệ trong bài phúc âm hôm qua được ông chủ của mình cầu cứu Đức Giêsu chữa lành, thì chàng thanh niên đã chết trong bài phúc âm hôm nay chỉ có một người mẹ đáng thương, nghèo hèn về mọi phương diện, không có bất cứ phương tiện nào để cứu giúp anh ta. Bà mẹ đau khổ bất lực và chỉ còn biết đưa anh đi chôn. Đúng ra anh phải sống để chăm sóc mẹ, vì mẹ chỉ là một phụ nữ góa chồng. Bà chỉ có một mình anh là niềm vui để sống, là chỗ dựa trong tuổi già sẽ đến, và là niềm vinh dự trước mặt người đời. Anh chết đi, mẹ anh mất tất cả lẽ sống. Bà lại không hề biết một điều cao cả phi thường đang đón đợi mình khi đưa con ra khỏi thành Nain để đến nghĩa trang. Thật vậy, đúng lúc đó Đức Giêsu cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng đang đi đến gần cửa thành. Hai đoàn người gặp nhau, đoàn của Chúa Giêsu và đoàn đám tang. Không ai thấu cảm sự đau khổ tuyệt vọng của người mẹ vừa mất con, đang đưa con đi chôn. Cũng không ai có thể làm gì để giúp bà ngoài sự cảm thông, chia sẻ bằng sự hiện diện. Chỉ một mình Đức Giêsu hiểu thấu hoàn cảnh đau thương của bà đang biểu lộ qua những dòng nước mắt. Và cũng chỉ một mình Ngài có quyền năng để cứu giúp bà. Ngài chạnh lòng thương và nói với bà đừng khóc nữa. Rồi Ngài tiến gần, sờ vào quan tài và truyền lệnh: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Có lẽ quan tài chỉ là một cái cán đặt người chết đã được cuốn băng vải, chứ không như quan tài của chúng ta. Thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế, mọi người đều khiếp sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giêsu vì lòng chành thương của Ngài. Ngài không đợi người mẹ phải cầu xin thì mới cứu sống con bà, bởi vì lúc ấy lòng già của bà quá thống khổ, không thể để ý và biết Đức Giêsu là ai. Bà cam chịu một thực trạng mà tất cả mọi người đều phải cam chịu. Chỉ có Chúa Giêsu với quyền năng và lòng nhân hậu của một vị Thiên Chúa mới không đành lòng để bà trong cảnh tang thương tuyệt vọng. Tạ ơn Chúa Giêsu. Chúng ta cũng hãy cầu xin cho các vị mục tử cũng có được lòng chành thương như Chúa Giêsu, biết quan tâm, thấu hiểu hoàn cảnh của đoàn chiên được Chúa trao phó cho mình. Chính lòng chành thương đó cho thấy gương mặt của Chúa Giêsu nơi con người vị mục tử, và cũng chính lòng chành thương đó thúc đẩy vị mục tử hy sinh bản thân để nhiệt thành phục vụ đoàn chiên. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cũng thương đổi mới tâm hồn mọi người chúng con, cho chúng con biết quan tâm nâng đỡ những người nghèo chung quanh, bởi vì khi chúng con giúp đỡ họ,
là chúng con giúp đỡ chính Chúa. Amen.